Nam mô Bố Đà Giá, Nam mô Đàm Mai Giá, Nam mô Sang Gai Giá. Con kính lạy Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lạy Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con kính lạy Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con vừa lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo xong. Dạ, bây giờ đến phần Thọ Trì Tâm, Quy và Ngũ Giới. Dạ, con xin chị tĩnh tâm lâu quá chưa xin tam quy và ngũ giới vị trình, chị có thể đại diện đạo tràng xin tam quy và ngũ giới với lại sư Nguyên Thông nha chị. Chị ao dạ, em mời chị nha. Dạ, một con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, theo lời của anh Mỹ gọi con lên xin tam quy và ngũ giới. Dạ, con kính xin đạo tràng cùng con lắng lòng thanh tịnh, xin tam quy và ngũ giới. Dạ, con kính thỉnh Sư Nguyên Thông truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Ukka sa ma yan phần tê quy sùng rắc ca na ti sa rệ na sa ha bần cha si la ni ya cha ma du ti dầm bi ma yan phần tê quy sùng gắn khăn an thà gia ti sa ra nề na sa ha bần cha si la ni ya cha ma ta ti dầm bi ma dạ con xin sám hối con bị rớt mít nè à. Dạ ta ti dầm bi ma dần phần tề quy sùng rắc tha na tha ya ti sa ra nề na sa bần cha si la ni ya cha ma á chư đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa đại đức tăng,
chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, sau đây con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lĩnh sư phụ thanh tâm truyền trao quy giới cho hàng Phật tử có mặt trong rung. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem bắt lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem bắt lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa pa ga go to a ra ha to sa ma sa bu da sa. Nam mô ta sa pa ga go to a ra ha to sa ma sa bu da sa. Nam mô ta sa pa ga go to a ra ha to sa ma sa bu da sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba,
Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tisaranagganang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pana tipata veramani sikha badang samadhiya mi adinna adana veramani sikha badang samadhiya mi kame sut mikcha chara veramani sikha badang samadhiya mi musa vada veramani sikha badang samadhiya mi sura me raya machapama Adathana Veramani Sikha Đăng Samai. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi a đình na đa na quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi ca mê sút mít cha cha ra quê ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi mút sa wa đa Quê Ramani Sikha Badang Sammadiyami Sutra Me Rajat Matjap Badma Dathana Quê Ramani Sikha Badang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Thế Tôn có dạy rằng Imani pancha sikha bada nisa dukanka to apa madena nicca kalang sammara khitap mang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo. Hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời. Chẳng nên dễ vui. Thế Tôn có dạy rằng Silena sugatin yang thi silena fugasambada silena nipun thi yang thi tasma silang vi so thát dê. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ, con kính xin quý đạo hữu cùng con xin sám hối tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ạ. Ta mạng ghê na quanh đê hăng ba đá banh sung quá rút ta mạng bụt thê vô ca lý tô đô sô bụt thô ca ma tú tăng mà măng. Chúng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô tình phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Út ta măng ghê na quanh đê hăng thầm măng cha đú quý thầm quà răng thầm mê vô ca lý tô đô sô thầm mô ca ma tú tăng mà măng. Chúng con xin hết thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo,
cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamang ghe na quanh đê hăng sẵn khăn cha đu quý thô tà măng sẵn khê vô ca li tô đô sô sẵn khô ca ma tu tăng mà măng. Chúng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ, dạ sau đây con kính xin thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ con mô Phật, dạ con kính tri ân sư đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ con xin chúng. Dạ khi cô sám hối đến tăng bảo rồi cô bu mai xuống là đủ rồi, cái nói thêm nữa sẽ mất thời giờ. Sakta tua buddharata nang o satang utamang varang hitang de va manusa nang buddhate che so thina na sang tu pa da va sabbe dukkha bu pasaman tu te sakta tua dhamma rata na nang thamma te che na so thina na sang tu pa da va sabbe pha ya bu pasaman tu te Sakka toa sankhara toa nang o sa thang o tamang varang a hu nei yang pa hu nei yang sankha te che na so thi na na sang tu pa da va sabbe roga vu pa sa mang tu te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp. Nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tĩnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng. Nhờ lòng tôn kính tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quán linh tôn trọng. Siết tham át thu, siết tham át thu, siết tham át thu, y đăng pha lăng. Ê tát min ratanata yát min sampasada ni chê ta so, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và chúng con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tâm quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con và chúng con. Và con cũng xin sa thú chị anh đã thay mặt đạo tràng thọ tâm quy ngũ giới. Và con tạ thí sư Pháp Thanh vào. Và con xin thỉnh Pháp sư và con kính mời đạo tràng cùng. Buddha-ra-ta-na-va-na-ma Nam-mô-ta-sa-va-ga-wa-to-a-ra-ha-to-sa-ma-sa-m-bu-ta-sa 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 Thamma dasna ya chagatha Dhamma chaloka thibati sahambati ka tanchali anti warang aya chatha Santi thasat tabbara chap chakati ka desi tu thammang anukam bimang bachang sat tham ma thề rừng quy na dành cha cả dằng su tần cha bằng thầm a phi thầm ma chậm măng a cô ta dành tô cha tu sa cha đành đằng bắp bồ tha nệ về ba vi sa ya mắt chê
Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời trơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính pháp dị từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp ni tối mê, cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con cưng thỉnh sư Pháp Thanh đăng đàn giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, và dạ, con xin trao mic lại cho sư thử âm thanh. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Kính thỉnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần thứ hai trong ngũ quyền ngũ lực, là cái chi pháp thứ hai là tánh quyền tánh lực. Thì tánh ở đây là tức là cái chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là một cái sự nỗ lực diệt tâm, chuyên cần, không bỏ lơi phận sự. Thì cái tinh tấn nó là cái pháp rất là quan trọng để đối trị với các cái pháp biến nhát, giải đãi, dễ vui. Quý vị thấy rằng cái tinh tấn là trong bảy cái phần, bảy phần pháp, bảy nhóm còn trong ba bảy pháp giác ngộ á, thì hầu như là cái tinh tấn nó có mặt trong tất cả. Cái trường hợp cái phần thứ nhất tứ niệm xứ, cái niệm á, niệm nó cũng phải là có mặt của sự tinh tấn nỗ lực, thì cái niệm nó mới mạnh mẽ. Còn nếu mà niệm mà thiếu cái tinh tấn thì cái niệm nó cũng hời hợt, yếu ớt. Cho nên á, là tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thì tứ chánh cần này là coi như là cái phần quan trọng của tinh tấn rồi. Tứ như ý túc thì trong đó cũng có tinh tấn. Rồi ngũ quyền ngũ lực, thất giác chi là bát thánh đạo. Cho nên là cái pháp mà tinh tấn nó rất là quan trọng để mà chúng ta thực hành để đem tới cái sự giác ngộ. Thì vị hành giả khi mà thực tập thực hành giáo pháp, có cái nỗ lực, có tấn quyền, tấn quyền thì nó cai quản các cái pháp đồng sanh, không để cho các pháp quá lui sụp. Tấn lực là cái sức mạnh để nó thúc đẩy các pháp nỗ lực và vượt qua những cái chướng ngại, những cái trở lực, các cái pháp chướng ngại trên đường tu tập, giống như là những cái truyền cái rồi đó. Thì cái sức mạnh này nó rất là quan trọng, giúp cho cái vị hành giả đó nỗ lực thực hành đi đến kết quả tốt đẹp, không có sự thối chuyển. Thì thường thường đó, người ta nói là dạng sự thì khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu nản. Nếu mà chúng ta không có
không có cái sự mà nỗ lực mạnh mẽ đó, thì trước các những cái khó khăn chướng ngại, chúng ta bị thối chuyển, chùng bước, thối thất cái sự nỗ lực, thành ra là chúng ta không có đạt đến cái kết quả. Cho nên là cái pháp tinh tấn này nó rất là quan trọng. Các ngài ví dụ giống như là cái tinh tấn này nó là muối mà chúng ta sử dụng ở trong các cái món ăn vậy. Thì quý vị nấu dù là nấu canh, kho hay là xào gì đó, thường thường là cũng phải có chút muối, chứ còn không là nó lạc quá làm sao ăn. Cho nên là cái tinh tấn này đối với tất cả các cái món ăn thì nó đều có mà hoặc là nổi trội. Thí dụ như những cái món kho, những cái món mà mặn thì cái chất muối nó nhiều, còn những canh xào thì nó không, nó cũng có nhưng mà chút ít thôi đó. Cho nên là trong cái sự mà đạt đến những cái thành quả trong cái việc tu tập thì có mặt cái tinh tấn. Ví dụ như trong cái nổi trội nhất là cái tứ chánh cần, đó, rồi ở cái tứ nhị ý túc đó, chúng ta có một cái sự nỗ lực phải đầy đủ. Nếu mà mình nỗ lực mà không có đầy đủ thì sẽ không có vượt qua. Những lúc nào mà cần thiết thì phải nỗ lực thật mạnh mẽ. Rồi những lúc nào mà nó đủ rồi thì mình nên vừa chừng. Chứ còn nếu mà mình tinh tấn nhiều quá thì cũng không được. Thí dụ như khi mà niệm mà cái lùi sụt quá thì sao? Thì hôn trầm thị miên. Mà định mạnh quá thì sao? Thì định nhiều quá thì hôn trầm thị miên. Mà tinh tấn nhiều quá đó thì nó phóng dật. Cho nên á là muốn cái niệm nó vững vàng thì như vậy phải cái tinh tấn phải vừa đủ. Thì cái trường hợp mà quý vị thấy cái phi cơ, cái máy bay mà nó bay được đó là sao? Cái khi mà khởi động cất cánh thì nó phải cái sức đẩy nó phải tối đa, cái sức đẩy nó tối đa để nó có cái lực nâng để chiếc máy bay nó mới có thể bay lên trên không được. Nhưng mà khi mà cái máy bay nó lên đạt đến cái độ cao đó thì người ta không cần phải dùng cái sức mạnh, cái sức đẩy tối đa nữa, mà dùng nó ở cái mức độ vừa phải, vừa đủ cho cái phi cơ, cái máy bay nó đi là vừa phải là đủ rồi. Hay là quý vị khi mà quý vị đi xe hơi, quý vị khởi động như vậy, cái lúc mà mình khởi động á thì sao? Mình phải rồ ra cho xe nó chạy cái đã. Nó chạy rồi xong á thì bắt đầu mình sẽ từ từ mình giảm ga. Chứ còn nếu mà cái xe nó đã đậu lâu, nó chưa có cái quán tính, chưa có cái trớn, mà bây giờ nếu mà mình không khởi động mạnh á thì cái xe nó sẽ không chạy được. Cho nên á là cái tinh tấn cũng vậy, cũng giống như là cái muối sử dụng trong các cái món ăn. Tùy theo món ăn mà chúng ta sử dụng muối nhiều hoặc ít, hoặc là gia giảm gì đó, tùy theo cái khẩu vị thì cũng vậy. Cho nên là đối với trong cái pháp học cũng như pháp hành, phải sự nỗ lực tinh tấn. Lúc nào mình cần phải nỗ lực tinh tấn
để mình vượt qua, để mình cố gắng, mình ghi nhớ, mình lắng nghe, rồi mình suy tư, mình tìm hiểu, rồi lúc nào thì chúng ta phải nỗ lực ở trong cái pháp hành để mà có cái niệm mà mạnh mẽ. Khi mà niệm nó vững vàng, mạnh mẽ thì nó mới làm nền tảng để cho định sanh khởi. Mà khi định sanh khởi thì mới đem đến cái tuệ giác nó sanh khởi. Rồi nếu mà trong cái khi mà chúng ta có cái chí hướng, có cái hoài bão rồi, mình có cái tác ý là mình muốn học, muốn tìm hiểu Phật pháp, muốn tìm hiểu các cái pháp thiện lành mà Đức Phật dạy, rồi mình muốn thực hành thiền định, thiền tuệ đó. Khi mà chúng ta khởi lên cái tác ý rồi đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái sự tinh tấn thì sao? Thì cái tác ý, cái hoài bão này nó không có thực hiện được. Cho nên á, chúng ta có cái hoài bão nhưng mà chúng ta phải có sự nỗ lực. Bây giờ cái người học sinh muốn có đạt được cái bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chẳng hạn, bây giờ mình có cái hoài bão vậy, nhưng mà bây giờ mình không ráng mình học để đạt được cái tốt nghiệp trung học, rồi mình đạt được cái tốt nghiệp trung học rồi chưa phải là đủ, rồi mình phải nỗ lực mình thi đậu vô một cái trường đại học nào đó, mình chọn cái ngành nào đó, rồi sao mình phải nỗ lực mình thực hành học tập trong thời gian tùy theo cái trường, có trường thì 3 năm, có trường thì 4 năm, có những trường thì tới 7 năm. Mình phải đeo đuổi học hết các cái môn học, rồi mình phải thi cuối cấp, mình phải đạt được những cái điểm chuẩn, điểm mà người ta đặt ra, thì như vậy mình mới đạt được cái bằng cử nhân. Nếu mà mình không có nỗ lực nữa thì mình dừng lại ở cái cử nhân thôi. Còn nếu mà cái người này mình có cái hoài bão cao hơn, tiếp tục học cái sau đại học thì lên cao học là học lấy bằng thạc sĩ rồi lấy bằng tiến sĩ đó, thì phải nỗ lực nhiều hơn. Thì đó, cho nên là bất cứ trong cái lĩnh vực nào, trong xã hội học hay là trong các cái ngành học của tôn giáo, học pháp, hành pháp, đều đòi hỏi những cái người có cái chí hướng, có muốn hoài bão muốn học thì phải có cái sự nỗ lực rất là nhiều. Cho nên là chính vì cái sự quan trọng nỗ lực của cái pháp tinh tấn mà chúng ta phải rèn luyện cái nội lực, cái ý chí của mình cho nó vững vàng, nhất là về cái phần tinh thần. Thường thường ta nói là tư tưởng không thông thì mang bình không cũng nặng. Nếu mà chúng ta thấy rằng điều này là điều quan trọng, cần phải học, cần phải làm, tự mình nỗ lực quan nghĩ, mình học, mình hành, thì sẽ đem đến cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu mà bắt buộc phải học, bắt buộc phải hành thì sao? Hành một cách miễn cưỡng, uể oải, chứ nó không có cái sự nỗ lực tinh tấn, không có cái hoan hỷ, cái niềm vui ở trong cái sự học, sự hành đó. Bây giờ á, mình biết rằng bây giờ á, mình phải cố gắng, mình nỗ lực. Ví dụ như một cái anh thợ hồ đó,
ảnh phải có cái nỗ lực ảnh làm trong công việc, ảnh làm hoàn thành các cái công việc mà cái người thầu người ta giao. À, bây giờ là hôm nay là anh phải xây cái khoảng bức tường này này này, à, anh tô như thế này, anh dán gạch như thế này, lót gạch như thế này. Đó. Anh này á, à, ảnh cái công việc thì nó cực nhọc, nhưng mà anh nghĩ không, tới cuối tuần, à, tới cái ngày lãnh lương, à, mình được trả công xứng đáng để có một cái nguồn tài chính, à, để mình lo cho bản thân, mình nuôi sống gia đình, à, thì anh này sẽ, mặc dù là trời trưa nắng nóng ha, rồi hoặc là công việc nặng nhọc, à, rinh gạch trộn hồ rồi nó nặng dữ lắm chứ, nhưng mà nếu á, mà mình có thấy cái lợi ích của cái công việc này để mà mình nuôi sống gia đình, à, nuôi sống chính bản thân, à, thì mình sẽ có sự nỗ lực tinh tấn, mình mới làm hoàn thành cái công việc đó. Và sau khi mà mình hoàn thành được cái công việc đó thì đến khi mà tới cái ngày mà trả công, trả lương thì người chủ người ta mới trả cái công mình một cách xứng đáng. À, còn bây giờ á, mình thấy người ta làm, mình cũng muốn làm, mà làm không có sự nỗ lực, à, làm tại vì, à, nhiều khi gia đình ép buộc bắt phải đi làm, chứ là cái tâm nó không muốn làm. Cho nên là khi mà làm công việc đó là được chăng hay chớ, à, sai tới đâu làm tới đó, biểu tới đâu làm tới đó, làm một cách nó quể quải, à, không có năng nổ, à, thì sao? Những người này á, tới chừng mà người ta trả, người ta cũng không muốn trả. Tại vì cái công việc cắt đặt cho anh làm không có thành. À, phải la, phải biểu, phải nhắc nhở, phải trách tấn thế này thế khác anh mới làm. À, cho nên á, vì thiếu cái sự nỗ lực tinh tấn, cho nên á là chúng ta không đạt đến những cái kết quả. À, tại sao có những người ta hành mà người ta đạt đến, à, còn có đôi lúc á, mình hành hoài mà mình không đạt. À, tại vì á, có những người ta đã nỗ lực tinh tấn nhiều đời nhiều kiếp rồi, à, cho nên á, là bây giờ á, là người ta dễ dàng, à, người ta đạt được những cái điều mong muốn. Còn mình á, thì quá khứ mình đã dễ vui rồi, không chịu học, không chịu hành rồi. Rồi nếu mà cái hiện tại này mà mình cũng sống theo cái đó, à, mình không có nỗ lực, mình không cố gắng vượt qua những cái truyền cái chướng ngại, à, thì sao? Thì mình cứ mãi xuôi ngược ở cái bờ bên này. À, cho nên á, khi mà chúng ta có cái chí hướng, có cái hoài bão, à, khi chúng ta thấy được học pháp, hành pháp, đó là một cái lợi ích quan trọng tối thượng của một cái kiếp sống, à, thì chúng ta mới cố gắng nỗ lực. Rồi khi mà mỗi khi mà chúng ta đạt được những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, chúng ta thấy hoan hỷ với cái sự thực hành mình, à, mặc dù mình chưa có đạt đến thánh đạo thánh quả gì đó, nhưng mà bây giờ mình học để mình phân biệt được cái gì là danh, cái gì là sắc, à, rồi mình vào thực hành, à, thì mình thấy cái nào là danh, cái nào là sắc, à, rồi do đâu mà danh sanh, do đâu mà sắc sanh, à, rồi danh sắc này nó sanh diệt như thế nào, như thế nào. Mình biết những cái điều này hồi đó mình chưa từng biết, nhưng mà nhờ có học, nhờ có sự thực hành, à, để chúng ta đạt được cái hiểu biết. Đó. Thì cái này mình thấy quý trọng
Mà chính nhờ những cái sự hiểu biết này đó, nó là cái giác ngộ. À, từ những cái hiểu biết, những cái giác ngộ từ thấp tới cao, à, đi lần lên, nó mới đạt đến cái giác ngộ cao thượng, mới đi đến giải thoát. À, còn bây giờ, trời ơi, thôi học gì mà khó quá. Trời ơi, giờ mà học cái gì tâm, rồi danh, rồi sắc, rồi yếu, lưu bu gì tùm lum hết. À, thôi, à, mình không có sự nỗ lực, không có tinh tấn, à, mình không chịu học. À, rồi, hành gì đó mà cực quá, gì đâu mà phải thức khuya, rồi phải đi kinh hành, rồi phải ngồi thế này thế kia, rồi phải niệm như thế này, niệm như thế kia, mà nó đau, nó tê, nó thấy mồ. À, thấy không? Rồi, học không làm biến, không muốn học. À, hành cũng làm biến, không muốn hành. À, rồi làm sao? Làm sao mình có sự tiến bộ? À, cho nên ấy, là trong học cũng vậy, mà trong hành cũng vậy, mà các pháp thế gian cũng vậy, mà trong học tập để tu tập, à, cũng vậy, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phải có sự kiên trì, sự tinh tấn, à, thì chúng ta mới đạt được cái kết quả mong muốn, à, mới đạt đến cái hoài bão. À, còn nếu mà chúng ta chảnh mãn, dễ vui, giải đãi thì sao? Thì coi như người ta nói một câu sao? Cốt khỉ cũng hoàng cốt khỉ. Tức là tại vì mình không chịu nỗ lực. À, cái con cá mà ơi, con cá chép á. Con ở bên Trung Quốc nó có cái chuyện mà cá quá lông đó. À, con cá chép mà muốn trở thành con rồng thì sao? Phải nỗ lực, phải nhảy vượt qua cái ngọn sóng, à, ngọn sóng cao, à, thì mới hóa thành rồng. Còn nếu mà mình cứ thôi được chăng hay chớ, kệ nó tới đâu hay tới đó, à, làm biến quá, à, cái gì mình cũng chay lười, à, học thì cũng làm biến, rồi hành mình cũng không muốn hành, thì uổng phí cho một cái kiếp làm người, à, uổng phí khi mà chúng ta gặp được chánh pháp, à, rồi chúng ta gặp được cái chánh pháp trong cái thời kỳ cái giáo pháp nó còn hiệu lực, còn có chư tăng, à, còn có những người mà hướng dẫn chúng ta để thực hành theo lời dạy của Đức Phật, à, mà bây giờ á, à, còn có coi như là giáo pháp thì Đức Phật đã tìm ra, à, để lại, à, rồi chư tăng là những người chỉ dẫn, mà bây giờ mà mình không chịu thực hành thì cái thất bại là tự mình. À, còn nếu chúng ta cố gắng nỗ lực, à, có cái sự mạnh mẽ, à, cái nỗ lực tinh tấn để vượt qua tất cả những cái phiền não, những cái chướng ngại, những cái triền cái, à, thì chúng ta sẽ đạt đến những cái lợi ích cao thượng tốt đẹp. À, mà khi mà ngay trong đời sống này, à, chúng ta đạt được những cái kinh nghiệm này là những cái hành trang, những cái tư lương hết sức quý báu, à, cho những cái kiếp hiện tại, à, để chúng ta tạo thành những cái nhân, những cái duyên, à, để chúng ta nỗ lực, à, học hỏi, tu tập, à, để giảm thiểu những cái phiền não, diệt trừ những cái lậu hoặc, à, ngủ ngầm ở trong nội tâm. Thì như vậy á, mình mới đạt đến những cái thành quả tốt đẹp. À, cho nên á, là đòi hỏi chúng ta phải có sự tinh tấn nỗ lực. À, lúc nào mà cần phải nỗ lực tinh tấn cho thật mạnh, cho thật nhiều, giống như cái phi cơ, cái máy bay hay là chiếc xe, à, khi mà khởi động thì phải nỗ lực cho thật mạnh mẽ. À, rồi sau khi mà nó chạy được rồi đó, nó có trớn rồi, thì mình
chứ không phải là cái tinh tấn nó quan trọng rồi lúc nào mình cũng tinh tấn miết thì không, cũng không phải. À, giới trí tuệ biết lúc nào cần phải tăng lên, rồi lúc nào cũng phải để cái tinh tấn nó trở lại quân bình. Thì như vậy đó, cái sự học, cái sự hành của mình nó mới đạt được kết quả tốt đẹp. Thì qua cái phần tấn quyền, tấn lực, và cái sự học hỏi từ các bậc trưởng lão trong kinh sách cũng như phần chú giải, thì cũng xin chia với quý vị những cái hiểu biết. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc tất cả quý tu nữ cũng như quý phật tử có thêm được những cái hiểu biết để trong sự học cũng như sự thực hành đem đến những kết quả lợi ích tốt đẹp. Cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe an vui, có đầy đủ những cái tấn quyền, tấn lực mạnh mẽ để đạt được những cái điều mình học hỏi cũng như những cái pháp hành ngay trong đời sống hiện tại này, để đem đến những cái lợi ích tốt đẹp cho những kiếp sống tương lai và hướng đến con đường giải thoát. Cầu mong tất cả chư thiên hoan hỷ với thiện sự, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tâm, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính xin thay mặt đạo tràng kính trân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng có những thắc mắc gì về bài học ngày hôm nay không ạ? Dạ con kính mời bàn tay ạ. Không biết chị Kim Nhung có thắc mắc không chị? Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Hello. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Rồi cái màn hình của con chắc bị false rồi hay sao này? Không có thấy. Dạ con dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, con có câu hỏi về cái tấn lực. Thì lúc mà hành giả mà hành mới bắt đầu hành tứ niệm xứ thì lúc đó cái tâm của hành giả phóng ra ngoài nhiều hơn, thì lúc đó cần để mà tu tập để cho trở về nhìn lại nội tâm thì cần sự kêu bằng là gò bó, thì lúc đó tinh tấn nó dùng cái sự gò bó nó nhiều hơn. Còn lúc mà một khi hành giả mà hành mà được khá rồi đó thì cái lúc tinh tấn á, con nhận thấy là nó lúc đó cái càng buông thả thì nó càng nhận diện được các pháp nó dễ hơn, và nó không có sự gò bó. Lúc đầu thì có sự gò bó vì muốn cái tâm mình muốn chuyển hóa cái tâm của mình cho nó trở vào cái khuôn khổ là nhìn vào nội tâm, nhưng mà một khi mà hành giả đã hành
đã nhìn được vào nội tâm, được quen thuộc rồi, thì lúc đó thì hành giả càng càng buông thả thì cái bắt được những cái pháp nó lên được dễ dàng hơn là lúc mà gò bó cái tâm đó. Cái đó là sự nhận thấy của con là như vậy. Và kính tri ân sư giảng dạy, và nếu con có gì sai xin sư giảng dạy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Thầy giá. Thì cái gì cũng vậy à, cái lúc đầu đó, khi mà mình mới học, mình mới làm một cái việc gì đó à, mình rất là sợ à, hoang mang à, rồi mình cố gắng quá. Nhưng mà khi mà cố gắng quá thì nó trở thành một cái chướng ngại à, hiểu không vậy đó. Cho nên á, là thí dụ á à, quý vị à, hồi mình mới tập mà mới tập chạy xe đạp đó thì sao, lúc đó là lính quýnh à, phải lo giữ cái tay thì giữ cái ghi đông, rồi phải lo đạp à. Nhưng mà đó, khi mình cố mình gồng nhiều quá thì nó cứng ngắc à, té lên té xuống à, đó rồi từ những cái té đó cho mình cái kinh nghiệm à. Thành ra đó, mình giữ cái tinh tấn nó vừa phải à, thì sẽ đạt được à, thì cái chúng ta thấy rằng cái gương của ngài Ananda thì sáng ngày mai là kết tập tam tạng à, đêm nay đó thì 499 vị a la hán đã tập trung ở trong thạch động rồi. À, mà ngày mai đó mà ngài không đạt được thánh đạo thánh quả a la hán thì ngài không có vào dự được. Mà nếu mà thiếu ngài á thì cái cuộc kết tập tam tạng không có thành à, tại vì ngài Ubali á là chỉ thông thuộc về cái tạng luật thôi, mà cái tạng kinh và di diệu pháp á thì ngài lại thuộc đó. Cho nên á, vì cái sự nỗ lực, cố gắng nỗ lực để mà đạt đến thánh đạo thánh quả à, ngày tinh tấn từ khi mà đầu hôm đó à, để đạt đến à, dạ không biết là quý vị còn nghe không à. Dạ cảm ơn Trâu Vinh. Dạ sợ bị gì à, hiện giờ thì thời tiết cũng đang mưa gió à, cũng bị ảnh hưởng rồi, sợ cái đường truyền nó có gì vậy. Dạ còn nếu nghe rõ và dạ, cảm ơn à, tất cả. Dạ à, cho nên á là chúng ta cũng phải biết là cái lúc nào thì mình nỗ lực tinh tấn, nhưng mà có lúc rồi đó thì mình cũng phải để cho cái tinh tấn nó quân bình với các cái pháp khác, hiểu không? Giống như cái tọa xe lửa đó, bây giờ cái đầu máy à, nó chạy à, nó phải chạy thiệt là mạnh à, để mà nó lôi ở ngoài sau mấy cái tọa phía sau. Nhưng mà nó đâu phải cứ chạy mạnh vậy hoài à, nó chạy xong có trớn rồi đó, nó phải giảm lại cái mức độ vừa phải thôi à, cái tốc độ vừa chừng. Rồi những cái lúc nào mà lên dốc à, thì nó phải tăng cái lực lên cho nó mạnh nữa à, thì để nó vượt qua những cái dốc. Nhưng mà vượt qua cái dốc rồi thì phải trả lại cái mức bình thường, nhưng mà mức độ vừa phải đó. Thì cái trong cái pháp hành của chúng ta cũng vậy à, có những lúc mà chúng ta bị à, cái à, hồn trầm à,
nó tấn công. Thì mình phải phải nỗ lực cho nhiều. Nhưng mà những bữa nào á mà không có cái giả dượi hôn trầm á, thì mình tinh tấn vừa phải thôi. Chứ nếu mà mình tinh tấn quá mức á thì một hồi nó cũng mệt. Đó. Rồi thí dụ cái xe, cái động cơ xe đó mình xài cũng có lúc phải phải tăng, có lúc phải giảm để nó trở lại cái trạng thái quân bình. Chứ còn cái nếu mà cái máy mà mình xài cứ xài coi như là cái tốc độ tối đa của nó thì sao, cái máy nó sẽ mau hư. Thành ra đó cái công thức là nó như vậy. Nhưng mà với cái trí tuệ của cái người hành giả thì mình biết lúc nào phải nỗ lực tinh tấn mạnh, nhưng mà lúc nào thì nó phải gia giảm, vừa phải để nó quân bình với cái pháp đồng sanh thì nó mới đem đến cái lợi ích. Chứ còn nếu mà mình tinh tấn mình muốn đạt cái này, muốn đạt cái kia, mình nỗ lực tinh tấn vượt bậc để mình đạt được cái đó, rồi sao? Rồi tới chừng mà mình thấy mình sao mình tinh tấn quá chừng mà mình không đạt được gì hết, mình chán nản, mình lùi sụp, mình không có muốn hành nữa. Cho nên á là Ngài Hòa Thượng Xuyên Minh hồi đó Ngài nhắc cái sự cuộc tu tập của mình á, mình đừng có quá nỗ lực. Ngài mới nói thí dụ giống như cái người mà chạy đường dài vậy đó. Cái con đường của mình á vượt qua là phải 40 mấy cây số, chứ không phải là 100 mét, 500 mét. Cái người mà chạy đường ngắn á, tốc độ 100 mét, 500 mét á thì nó khác. Còn cái người chạy đường dài tới 30 mấy, 40 cây số á, thì phải giữ cái độ bền, tiến đều đó. Thì Ngài mới nhắc, Ngài dạy là cái sự tu tập của mình là giống như cái người mà chạy đường dài đó. Mình phải biết lúc nào mình tinh tấn lên, lúc nào mình cũng giữ vừa chân, vừa phải. Thì hồi nãy nói là trong cái tinh tấn nó giống như là cái muối mà cái người đầu bếp sử dụng trong các cái món ăn vậy. Thấy không? Mặc dù cái món kho nhưng mà cái món kho, món mặn đó, nó cũng vừa chừng vừa phải thôi. Mình sử dụng muối, nước tương hay là cái gì đó, nó vừa phải. Cái còn mình nói bây giờ món mặn mà làm nó quá mặn thì sao ăn nổi, thấy không? Đó, rồi bây giờ đó, những cái món khác thì cũng vậy. Mình tùy theo cái khẩu vị mình gia giảm để như thế nào đó nó vừa chừng. Chứ còn bây giờ cái gì đó mà nó quá lố là nó bất cập nha. Đó, nó cũng trở thành cái cực đoan. Nếu mà cấm đầu cấm cổ mà tinh tấn quá mức đó, thì sao? Nó cũng là trạng thái cực đoan. Mà buông lơi, lùi sụp, giải đãi dễ vui, nó cũng là cực đoan. Cho nên á, làm đi trên cái con đường trung đạo, mình tinh tấn cũng vừa phải, không quá mức mà cũng không có để cho cái pháp nó lùi sụp. Mình giữ cái mức trung bình, vừa chừng vừa phải, hợp lẽ, thì sẽ đem đến cái kết quả tốt đẹp. Đó, thì tùy theo, thí dụ như có những cái thiền sinh mới, thì các vị thiền sư á chỉ dẫn để thấy được, lúc đầu thí dụ như chú tâm mạnh mẽ lên hơi thở hoặc là phòng xẹp. Tại vì những người này sơ cơ hồi đó giờ mới tập, thì phải nỗ lực chú tâm vô cho thật mạnh. Nhưng mà khi nào mà mình đã biết rồi, mình nắm bắt được cái đề mục rồi, thì mình cũng chú tâm nhưng mà vừa chừng thôi. Thì như vậy đó, cái tâm nó sẽ được quân bình. Còn mà nếu mà mình chú tâm quá mạnh, mình ép
mình gò ép nó quá, gượng ép nó vào cái đề mục mà bắt buộc nó phải nằm yên ở trên hơi thở, phải nằm yên trên phòng xẹp thì sao? Một là một thời gian nó cũng dùng dãy à, thành ra đó, thành ra phải biết à, trong thời gian đầu à, mình mới sơ cơ thì phải tinh tấn cho nhiều, nhưng mà tới khi mà mình đã có kinh nghiệm rồi, mình nắm vững cái đề mục rồi thì cái tinh tấn mình á, nó vừa phải thôi à, vừa chừng vừa đủ, không để quá lùi sụp mà cũng không quá mức tinh tấn, thì như vậy á, mình sẽ đạt được những cái kinh nghiệm, những cái tệ giác được tốt đẹp. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của chú Cao Vinh. Dạ, chúc Tú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, con không biết là mọi người còn có câu hỏi không ạ? Dạ, con xin sám hối, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy thời gian mình vẫn còn, con không biết là mọi người có, và đạo tràng có ai có câu hỏi không ạ? Không biết chị Kim Nhung có câu hỏi không chị? Huynh Thính Pháp nè, Huynh Giang Nhất Hạ nè. Nguyên Như có câu hỏi không Nguyên Như? Dạ, con thấy chắc đạo tràng không còn câu hỏi nữa. Dạ, con không biết là sư Thanh có trước sư Thanh Tâm có trước máy không vậy? Không vậy sư. Sư có thể cho chúng con vài phút thiền không sư? Dạ, con kính cung thỉnh bàn tay của sư Thanh Tâm ạ. Để con coi. Dạ. Dạ, con thấy bàn tay của sư Pháp Thanh và con kính dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, à, Nam mô Sang Kha Giá. Sư chưa nhấn nhầm chứ không phải có gì hết á. Thì xin mời trong đạo tràng và thỉnh đại đức Thanh Tâm. À, Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không sư? Dạ, con kính thỉnh sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, nếu sư có trước máy, sư không có bận, sư có thể cho chúng con vài phút thiền tập không sư? Rồi, con không thấy sư Thanh Tâm rồi. À, dạ, con không biết giờ còn có... con không biết sư Nguyên Thông có chia sẻ gì không sư? Thỉnh sư Pháp Thanh để Nguyên Trang ngồi coi. Ủa, sư Nguyên Thông còn trong đây không ta? Dạ, sư Nguyên Thông có trước máy không? Dạ không. Dạ, dạ không có chia sẻ hả sư? Vài phút thiền. Dạ, bây giờ không có sư Thanh Tâm trước máy. Dạ, con không biết là sư Pháp Thanh còn trước máy không sư? Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư. Không biết đạo tràng còn ai thắc mắc câu hỏi gì không ạ? Kính chúc đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư rất nhiều ạ. Rồi, nếu vậy hả?
Nếu vậy chắc mình kết thúc sớm ha đạo tràng. Bây giờ là còn nè. Con không biết là sư Nguyên Thông có chia sẻ gì không ạ? Sư Nguyên Thông cũng không. Rồi mọi người cũng không. Bây giờ nếu mà mọi người có hoan hỷ ý kết thúc sớm không thì Nguyên Trang sẽ thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng ạ. À. Dạ ngoài mọi người. Mọi người cho Nguyên Trang tín hiệu, nếu mà mọi người xa thú thì cho Nguyên Trang cành hoa nha. Dạ. Thôi nếu vậy không có ai có ý kiến vậy thì Nguyên Trang xin thỉnh sư Nguyên Thông hồi hướng ạ. À. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Nguyên Thông từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. À. Dạ con không biết sư Nguyên Thông còn trước máy không sư? Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. À. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Dạ sa thú sa thú. Bhavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba buddha anupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba dhamma anupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba sangha anupavena sada sauti. Hòa vàng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì cho người, do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo Pháp, do nhờ qua đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và một lần nữa con kính tri ân sư Pháp Thanh đã đến với đạo tràng đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ka re po thi ka re ta hin ta hin. Ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te ta vi ha ra man da le. Te ra cha mat cha na wa ka cha fit ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka. Gama cha de sa ni gama cha isara sapa na phu ta sukita pa wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta atha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sap be bi duk kha sakaron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha bung ga la. Sang go ho tu sa mak go wa at tha ya cha hi ta ya cha am he rak kha tu sa tham mô. Sam be bi tham ma cha ri no wu tin sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba duê. Di te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào. Nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ,
nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ, sau đây con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và kính tri ân quý cô chú Phật tử đã tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính mời quý cô chú trở lại rừng ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. À, 9 giờ tối có nghĩa là 8 giờ sáng giờ Việt Nam. Ngày mai sẽ là giờ họp nhóm và Nguyên Như sẽ chia sẻ tiếp bài học cho chúng ta vào tuần trước ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng trở lại. Con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính chúc đạo tràng ngủ ngon ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Kính tạm biệt đạo tràng.